Bây giờ cả nhà đi can rồi, bây giờ mình xin chào mọi người. Mình đi qua bên... bây giờ mình đi qua bên villa để mình qua hàng xóm mình bơi. Bơi trộm. Qua bên khách sạn tao bơi trộm. Có chừng xe nha mà chết nha. Rồi bây giờ cả nhà mình sẽ đi bơi. Về nha. Bấm đi con, để cho ta bấm vô. Đi nha. Rồi vô. Ngay chỗ phố Hồ Thành. Coi nè, sang chảnh không, ngồi ăn khô bò rồi dữ dằn. Đây quả cáo luôn, thịt bò khô Hải Châu. Xin mời bà con. Hai cậu thì đang bơi đây. Quy mà nghe. Ở đây không có đi. Mama, ở đây không có đi được, cái nó xuống. Ok. Bên này là cao đó con ạ. À. Con đi là con còn cần phải đem theo cái ấy nè. Mọi người ơi. Cái nhà đằng này là cái spa để mà xông hơi á. Má chát cẩn thận, cái đầu nó trúng vô cái tường này nè con, nguy hiểm. Má chát nó bơi ra, bơi vòng coi, mẹ quay cho mọi người coi nè, bơi vòng cho mọi người coi nè. Ừ, đi qua lại đó, ừ, bơi đi rồi. Đó, mọi người coi má chát nó bơi, bơi đi. Được không? Chế bia mà chưa? Yeah, bơi ngược lại. Matthew nó cũng bơi. Bơi đi, bơi đi. Bơi sao thấy đi không vậy? Sao thấy đi không vậy? Sao không bơi mà đi không vậy? Mọi người không, Matthew nó bơi ngửa, thấy không? Mọi người cái nữa. Thím đang ngồi ăn phao khô bò. Kéo áo xuống kìa, lú rồi, lú áo, lú bụng vậy, ghê quá. Nó, để cho anh hai con. Cây đó của mình á, cái cây đó của mình để đây. Thôi em ơi, cái cây đó của người ta, chút nữa ấy lại. Спасибо.
xa xa coi. Là phải bị xin. Quý. Nó xa xa xuống bơi đi. Rồi xa xa ra bơi dưới bên dưới này. Machida với lại ba mẹ đi chợ nè. Cho Machida với ba mẹ đi chợ nè. Ơi, Machida ơi. Ơi, Machida ơi. Hỏi lấy cái túi cho con. Hôm nay cả nhà của mình đi Vui không? Vui không? Chợ. Coi có cái gì hay ho. Sáng đi chợ thoải. Ok. Chợ gia. Mình cũng có cái dù. Cái dù hả? Đâu? Ừ. Dù. Dù mình không có. Dù đằng này nè. Không biết nhiêu tiền. Một xíu. Cả nhà dân bây giờ đã mua đồ xong rồi. Đi chợ mua có hũ nhậm tóc với lại bánh. Đây là cửa hàng Sren nè mọi người. Xin chào mọi người. Đây là cái mẻ nem chua mà dân làm nem chua thịt bò nè. Để ngày mai sẽ cắt thử cho mọi người ăn thử coi coi ngon không chứ. Rồi lúc đó dân sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Hôm qua mới ăn thử miếng rồi thấy chưa có chua lắm. Hello mọi người. Hôm nay cuối tuần nên cả nhà của dân kéo nhau đi vô Castorama đó với lại Conforama để coi đồ trong nhà. Coi có cái gì thay đổi không? Màn, miếc, ghế này kia. Coi mà chín nè. Rồi tới đó dân sẽ quay phim cho mọi người xem nha. Đây, hôm nay cả nhà mình đi luôn. Em Machida nè. Em Machida mặc đồ nè. Rồi cả đội tiễn nè, mình đi chuẩn bị đi vô. Vô kiếm coi có Tông Tông không nha. À, quên rồi, hôm nay Tông Tông không có đi làm. Đây là chỗ của em chồng của dân làm đó mọi người. Nó là bán hàng ở trong đây á. Đây là chỗ mà bán mấy cái cây cảnh rồi mấy cái đồ lặt vặt trong nhà này. Oh,
này em Machida đi cửa hàng mua đồ anh ba Matteo gặp bạn anh ba Matteo gặp bạn rồi đây. Cái chỗ khác nó bán bộ. Ở đây là họ làm tủ rồi bán mấy cái sơn tường, mấy cái gạch này kia để nốt nhà làm nhà đó mọi người. Để mà chết ấy được đó rồi. Họ có để giá đàng hoàng ở đây cho mình xem. Có đi son thì rẻ lắm. Ở bên đó là đồ bán dụng cụ ở ngoài sân. Bây giờ cả nhà của Vân sẽ đi qua bên con Phật Rama để coi bàn ghế nha. Mấy cái cửa hàng nó cũng nằm gần gần nhau à mọi người. Phát xa nọ. Chúng ta vót. Hôm nay là thứ bảy nên mọi người tụ tập ở nhà dân ăn đồ nướng. Nô nó đang nướng thịt đây. Đây ông đầu bếp nướng thịt với lại làm cái xào cái mướp á. Ủa My gọi cho Dân hồi nào vậy? Gọi lắm sống. Ừ sao kỳ vậy? Giờ Dân nhận được tin nhắn. Mẹ muốn mướn laptop kia. Ok. Không, mẹ lấy cho ba rồi con. Mẹ lấy cho ba rồi. Weekend của nhà Vân. Đang mấy này đi luôn. Ah bah c'est bien en fait, vous faites pas à manger pour les gros. Vous faites pas les vêtements pour les gros, c'est jusqu'au 46, mais vous avez. Oui mais c'est pas normal. Alors les. Peut-être envoyer un screenshot mais.
Rồi, cái thao kim chi của Dân đã xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ để hai ngày là có thể ăn được rồi. Dân làm đơn giản lắm mọi người. Dân mua một bắp rưỡi cải thảo, xong rồi cái mình nấu nước muối ngâm khoảng 2 tiếng. Nhưng mà Dân coi clip thì Dân thấy người ta để qua đêm, mà Dân thì Dân làm 2 tiếng thôi, để cho cái cải nó mềm chút xíu. Rồi xong mình cắt nhỏ ra, trộn với lại cà rốt, rồi hẹ, hành lá, rồi cái cải tầng ô á. Tùy mọi người muốn trộn cái legume thêm thì mọi người trộn, có nhiều người Dân thấy trộn với loại dưa leo nữa. Xong rồi cái mình sẽ rắc một cái gói bột làm kim chi này nè. Bây giờ làm nhanh lắm, mua cái gói bột này ở chợ Tàu đó. Cái mình mix nó, mình trộn nó tùm lum hết cho nó mềm lại như vậy rồi là xong rồi, để qua 2 ngày là ăn được rồi. Làm nhanh gọn lắm. Bây giờ Dân sẽ bỏ cái này vào hũ. Rồi. Cái này nó đang bán rẻ ở tầm Lan Phê nè mọi người. Dâu của Pháp. Bây giờ mình sẽ rửa, ngày mai có dầu ăn cho đẹp da. Xong rồi Dân có mua kiwi nữa để cho mọi người coi trái kiwi bự. Đây, to chưa? Đây. Da láng mạnh đẹp luôn. Ngày mai mình sẽ trộn làm salad de fruit ăn nha, mấy cậu thích lắm. Bây giờ mấy cậu ăn cơm xong rồi, cho mấy cậu ăn tráng miệng. Dâu này mọi người, dâu hôm qua Dân mua rẻ ở Lan Phê, ngon lắm. Để vô tủ lạnh rồi cái giờ ăn. Xin chào mọi người, đây là ngày chủ nhật. Hôm nay Dân làm cơm sườn mì chả ăn với lại canh mướp. Có nem bò hôm bữa mình làm á, nó thích ăn với kim chi nên ăn với kim chi. Rồi vậy là xong bữa cơm của hai vợ chồng. Chút nữa mình luộc bắp mình ăn, hoặc là làm chèo khoai dẻo ăn. Xin chào mọi người, mấy đứa con Dân ngủ rồi, bây giờ Dân thèm trà sữa đó, nên Dân làm trân châu để ngày mai mình pha trà sữa trân châu uống. Thì Dân làm cái trân châu bằng khoai lang á, cái này là khoai lang mật Dân mua ở tiệm Tây, rồi mình hấp lên rồi nghiền nát như thế này, sau đó là bỏ bột năng vô, rồi mình thêm đường nữa cho nó vừa ăn, tùy theo cái lượng khoai tây mà mình nhồi cho tới khi mà bột nó không có dính tay nữa đó, thì mình sẽ vo cái viên trân châu nhỏ rồi luộc trân châu, sau đó rồi để qua một cái tô nước lạnh, thêm mấy cục nước đá vô vậy nè là sẽ ra được mấy cái viên trân châu. Rồi mình bỏ vô cái bình, khi nào mà mình làm trà sữa đó thì mình sẽ pha chung với lại cái trà sữa đó là thành cái trà sữa trân châu. Đây là mấy cái viên trân châu khoai lang của Dân. Mình đang bỏ nó vô để luộc nè. Mới vừa làm có cây màng mới, rồi giờ mua cái màng để thay nè mọi người. Mua một đống màng luôn. Màng mùa hè, tới mùa đông thì mình thay màng mùa đông. Cây này Dân mua cây nóc ở Castorama. Sắc nổi chút, mỏng mỏng cho ánh sáng nó lùa vô nhà. Rồi tới mùa đông thì mình lại mua cái màn dày. Xin chào mọi người, hôm nay cái trân châu của Dân đã làm xong rồi. Dân bỏ vô trong cái hũ như này nè. Bây giờ Dân sẽ pha trà sữa trân châu để chút nữa ba mấy đứa nhỏ đi rước, tụi nó về cái hai vợ chồng mình sẽ uống.
Nha sử dụng cái đường đen này nè mọi người, đường đen đắt đi này để bỏ vô trong cái trà đó. Mình sẽ bỏ 4 viên thôi, tại do không có thích ngọt đó. Trà thì tùy mấy bạn sử dụng trà nào cũng được, bạn thích trà nào thì pha trà đó thôi. Dân thì dân xài cái trà Lipton này, dân có nhiều trà lắm, trà TV thường thì buổi sáng hay uống TV, nhưng mà hôm nay anh Tino anh thích trà Lipton nên dân pha với trà Lipton. Rồi hai cái gói này thì mình lấy ra mình để dành chút nữa bỏ vô tủ lạnh đắp con mắt cho nó đừng có, nó bớt quầng thâm mắt á. Rồi bỏ vô đây để cho nó tan đường. Rồi đây mọi người, Dân sẽ bỏ trân châu ra hai cái ly. Đây là cái trân châu khoai lang mà hôm qua Dân làm đó. Rồi Dân bỏ nó ra ly. Anh Tino anh không có thích ăn trân châu nhiều nên Dân bỏ cho anh ít thôi. Dân thích ăn trân châu nên Dân bỏ ra nhiều, Dân đang thèm trà sữa. Tiếp theo thì mình sẽ bỏ trà vô trong cái ly trà, ly trân châu này. Các bạn đổ sữa tươi ra ngoài cái ly ở trân châu đó. Rồi tiếp theo sẽ đổ trà vô. Mình đổ theo tỷ lệ một trà một sữa, một trà một sữa cứ vậy. Tùy theo mình muốn uống nhiều hay ít thôi, Dân sử dụng sữa tươi bình thường thôi. Rồi bây giờ Dân sẽ đổ cái trà vô trong cái ly của Nô. Đã ra hai cái ly trà sữa rồi, cắm cái ống hút vô, màu hồng màu xanh, ly cho chồng một ly cho vợ. Ai muốn uống lạnh thì mở thêm đá, Dân thích uống lạnh nhưng Dân sẽ cho thêm đá vô đây. Còn Nô thì không biết, để chút nữa Nô về Nô có uống thì Nô thêm vô, còn không uống thì thôi. Cái viên trân châu của Dân nó bự quá, thành ra không có hút bật cái ống hút này được, múc cái muỗng thôi. Vậy là xong. Chúc mọi người ngon miệng. Nếu mà ai thèm thì ở nhà tự làm uống, nhanh gọn nữa mà an toàn nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Nếu mọi người thích thì hãy nhấn like và nút subscribe cho kênh của nhà Vân nhé.